Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Septic Ages. Trong những tập trước, chúng ta đã bước qua A3 và chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa làm ở trong A2. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ giải quyết những công việc đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt tay đi đào những cái khoáng sản mới mà chúng ta có thể kiếm được ở A3. Giờ ta sẽ cùng nhau coi. Mình đang có cày Nightly Pick, có Unbreaking 3 và Excavation Enchantment. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được cái Orc Excavation đó. Và trong này, hình như bên kia, đây, mình có một cây nữa, nó có Excavate 5. Nghĩa là nó có thể đào được nhiều hơn nữa. Và chúng ta sẽ cần phải có một cái Orc Prospector mới. Mình sẽ cần phải làm hai cái luôn đi. Rồi chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Redstone chúng ta có được từ những cái lần đi xuống Between Land là 1 nè. Lần đó chúng ta xuống dưới cái thủy động á, mà chúng ta lấy không có nhiều. Rồi Lapis chúng ta xuống dưới cũng thấy. Và Lapis là có từ A trước rồi đúng không? Ta kiểm tra thử coi. À, Lapis có từ trước rồi. Và chỗ này chúng ta đào Cinderbar hay là Redstone. Vậy là hai cái phần này đã được hoàn thành. Bây giờ chúng ta ra bên ngoài để có thể lên đường đi tìm những cái loại khoáng sản mới. Ở đây có vàng, có lapis, có coal, rock crystal, azurite. Và ngoài này có gold. Như vậy chúng ta đi qua những cái nơi ở bển đi. Còn không chạy vòng vòng xung quanh đây coi thử có gì mới. Những chỗ này chúng ta cũng có gì đây? Bauxite. Bauxite sẽ cho cái gì? Đây là bauxite. Chúng ta sẽ cần phải đào xuống đây. Hả? Bauxite không có cần phải xuống sâu phải không? 45-70. Mình đang ở 68. Xuống đây 66. Và hãy thử nghiệm. Đây là Excavate cấp độ 2. Wow. Quá đã. Wow. Kinh khủng. Kinh khủng. Đã chưa? Có cái Orc Excavation thiệt là thoải mái. Chúng ta nên sử dụng cây này đi. Và chỗ nào có thể ven mai được thì chơi như thế này cho nó gọn. Mình sẽ cần phải thắp sáng lên ở phía bên dưới này để tránh những con quái xuất hiện. Rồi chúng ta hãy đi thu thập hết những cái bauxite chúng ta có được. Và nó sẽ cho những cái cluster đúng không? Chính xác. Những cái cluster này chúng ta về nấu lên. Và lượm hết coi. Xong chưa? Còn sót lại gì không? Và chỗ bauxite này đã lấy hết rồi nha. Lên đây, đập cái phần bauxite ở trên bề mặt ra luôn. Hồi nãy thấy nó còn ở đâu đó, phải không? Không. Như vậy là chúng ta đã lấy sạch sẽ rồi. Giờ chỉ việc chặn đất lại, che khu vực bên dưới đó lại thôi. Mình có đem theo cái sleeping mat tuyệt vời. Tắt cái này đi, mình không muốn nó đổi spawn point khi chúng ta sử dụng cái sleeping mat đó. Bây giờ hãy coi thử, không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt và cũng không có gì đặc biệt. Phải vậy chứ. Ở đây chúng ta còn bauxite. Nó sẽ có cái mạch khoáng sản ở ngay đó thôi ha. Và tiếp tục ngó ngó coi. Thử coi còn gì gần nhà nữa. Wow, lại là bauxite. Ngay bên dưới này. Giờ không lẽ lấy thêm bauxite nữa ta. Hơi bị nhiều bauxite rồi đó. Giờ chúng ta sẽ cất hết những cái Orc Cluster vào đây. Và chuẩn bị đi ngủ là vừa. Chưa cho ngủ. Khoan, chỗ này đánh dấu đi. Mình chưa cần lấy thêm bauxite. Cho nên chúng ta đánh dấu. Và ta đang ở đây. Mình cũng đang ở khá gần nhà. Ở phía sau căn cứ. Chúng ta có Platinum. Hãy kiểm tra tiếp. Platinum nằm ở Y3 tới Y25. Ta đang ở Y68 lận. Và còn cái platinum nào hay không? Chúng ta có một cái cluster hay là một cái sample ở đó chứ. Và đây là gì? Azurite. Azurite thì không liên quan. Như vậy ta có thể đào ở đâu đó khoảng giữa của những cái sample đó. Thì sẽ dễ kiếm được cái mạch khoáng sản hơn. Mình vừa đào trúng một cái hang. Và nó cũng là cái hang nhỏ thôi. Không có gì đặc biệt hết trơn hết á.
Tuy nhiên, chúng ta có được hai thứ ở đây. Đầu tiên là Galena ở ngay tại đây. Ta-da! Galena là led đó. Bắt đầu đào vô tìm led coi. Ta sẽ lấy cây torch launcher để thắp sáng. Đào tới nào. Nghe tiếng con nhện. Kệ nó. Cứ đào tới. Và cái mạch này nó bự lắm. Bởi vì khi mình đi xuống dưới để mình tìm cái platinum, mình lại thấy cái mạch đó tiếp. Ta hãy đi tới thử coi. Và đi tới như thế này, chắc lát nữa chúng ta sẽ thấy được có một cái sample ở phía trên. Đó chính là cái chỗ của cái led này. Nó cách cũng xa dữ ta. Ta hãy search lại thử coi. Không có gì đặc biệt. Nhưng mà ở dưới này có. Vậy là đào phía bên dưới này. Đấy rồi. Ta đã thấy được cái mạch khoáng sản. Và ven mai nó một cái coi. Giờ chúng ta sẽ cần phải xả mấy cái hàng này ra. Đây là những thứ không cần thiết. Bỏ hết đi. Chúng ta xả hết ra. Và chuẩn bị. Lần này sử dụng cây excavate cấp độ 5. Mình vẫn đang giữ cái phím dấu ngã đó để chúng ta có thể tiếp tục đào ra. Và nó sẽ dừng lại khi chúng ta hết đồ ăn. Cũng như là chúng ta ê, 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 cẩn thận. Cũng như là chúng ta cái gì vậy, sao không thắp sáng được ở khu vực đó? Đùa tôi à? Mấy cái con này muốn làm loạn à? Khoan, nó gãy mất cái này rồi, chúng ta không bắn được nữa. Giỡn à. Và nó có rớt ra play powder hay là play rod hay không? Không thấy. Đằng kia có nước mà mình cũng không cần phải có nước nữa. Giờ ta hãy coi. Wow. Silver ở đâu ra vậy? Ủa sao có silver ở đây nữa? Kỳ vậy ta. Và cây này broken. Hết độ bền luôn. Wow. Thấy đã chưa? Đào bới kiểu này còn gì tuyệt vời hơn nữa. Và tự dưng có silver nó nằm chung với chỗ này luôn hả ta? Đây là Galena thôi mà. Kỳ vậy ta? Silver ở đâu ra? Và mình sẽ đập chỗ này ra luôn đi. Quá dữ. Lên tới cái A3 này, việc đào bới thiệt là sướng quá đi. Ta sẽ đập chỗ này ra luôn đi. Nó không có kết nối với bên kia. Không van mine được. Hay là không sử dụng excavation được. Và chúng ta hãy coi lại thử coi. Hồi nãy chúng ta thấy có platinum hay là silver ở trong. Ngoài đó còn gì không? Kiểm tra. Không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Và trước khi chúng ta quay lại thì mình sẽ đánh dấu cái này một cái ngay tại đây. Galena. Kiểm tra thử coi phía bên trên có sample hay không. Và trên đó vẫn còn kìa, lên trển mà lụm. Rồi ta vẫn không thắp sáng được. Nó bay lên trển rồi kìa, làm gì không thắp sáng được? Chắc là tại vì nó chưa kịp cập nhật sau khi chúng ta đã ven mai ra một đống thứ. Ta thắp sáng lên một cái. Mình không muốn thấy quái xuất hiện dưới này nữa. Kiểm tra lại lần nữa. Sạch sẽ. Vẫn còn sót. Chưa sạch sẽ. Giờ mới sạch sẽ nè. Và chúng ta leo lên trên đó. Đập bỏ cục này đi. Leo lên. Đứng đây và nhìn xuống. Wow. Một cái khu vực thiệt là bự. Giờ chúng ta có gì đây? Lead và silver cluster. Cất vô. Quá đã. Rồi ta đi ngang qua đây lụm một đống nữa cho coi nè. Lần này mình sẽ tiễn tụi nó ra ngoài đây luôn. Thải ra ngoài đây. Không cần nữa. Thải ra đó. Giờ đi xuống dưới. Sử dụng cây Nile Pick. Bên dưới này thì hơi nghi ngờ một chút xíu. Và chúng ta cần phải đi ngủ một cái. Tại vì bên dưới này rất là gần nham thạch. Mình có nghe tiếng nham thạch. Chưa biết làm sao. Bây giờ ta thử coi. Và ra được cũng một đống. Như vậy là không có nham thạch hả? Chúng ta đào hơi chậm là bởi vì sau khi ngủ dậy bằng cái sleeping mat nó sẽ có mining fatigue một chút. Như vậy chỗ này ít.
Ta kiểm tra tiếp coi. Không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt và cũng không có gì đặc biệt. Không có luôn. Hết rồi. Và ở đây chỉ được có gần 2 stack mà thôi. Không nhiều lắm. Giờ ta đã có được 3 thứ. Còn một cái nữa là Lyman Knight Orc. Trước khi chúng ta đi tìm Lyman Knight Orc, mình sẽ lên trên một cái. Để chúng ta đi về cái hướng của cái Galena hồi nãy. Ta kiểm tra thử coi bên đó có cái symbol ở trên mặt đất giống như vậy hay không. Cái chỗ lúc đầu chúng ta đào là ở bên đây. Mình đã phải đào thêm chỗ nữa. Và ta sẽ có một cái này nữa ở đây. Rồi giờ chúng ta sẽ cần phải có mấy cục đất để lắp lại. Không có muốn ấy, có con golem. Bình tĩnh. Đừng có bắn tôi trong lúc này. Bắn tôi trả đũa đó. Xong. Và lấy cái Atlas xuống coi. Ở đây. Trên này có Galena sample chính xác. Và Galena quá bự luôn. Chúng ta tìm được một cái mạch khoáng sản rất lớn ha. Bây giờ mình sẽ quay về căn cứ để lấy đồ một cái. Mình vừa kiếm được Limonite sample. Và coi thử cái còn không. Chúng ta có thấy gì ở đây không? À, có ở đây nữa nè. Limonite. Và ở chỗ này chúng ta có Galenite. Quá dữ. Galenite. Rồi ta còn thấy gì nữa không? Như vậy là ta sẽ cần phải đào xuống ở khu vực gần đây. Chúng ta sẽ đập cái cục đó ra đi. Lấy một cái và nó cho mình. Ủa, tại sao biến thành iron? Là sao? Chúng ta thấy đây là limonite mà. Kiểm tra coi, limonite ở 6 tới 32. Ở đây là 93 lận. Ta hãy thử đào xuống dưới coi. Chúng ta đã phát hiện ra được một cái hang rất là bự. Có nham thạch ở phía bên dưới, có một con lửa và có khoáng sản. Khoáng sản và Corallium. Bây giờ mình sẽ cần phải nhảy xuống dưới đó. Chưa biết được là bên dưới có cái gì hay không. Mà thấy có rất nhiều Corallium. Ở đây là Swampland của Abyssal Craft. Thì nó sẽ xuất hiện những con quái của Abyssal Craft. Ai da! Vừa mới nói chưa kịp gì hết trơn. Thôi kệ rớt xuống luôn rồi thì chơi luôn chứ biết sao giờ. Chúng ta cũng không bị con gì tấn công. Bây giờ ta lên trên đó để dập cái nham thạch đi. Nhìn chỗ này sao thấy nguy hiểm quá à. Tại vì cái hang quá bự. Các bạn có thấy được là hả, một cái hang khổng lồ luôn á. Chỗ này thắp sáng, chỗ kia thắp sáng. Không thắp sáng lên một hồi nó tấn công vô cho đã đời luôn. Và ta quăng vô trong đó luôn coi. Có cái torch launcher này rất là lợi luôn á. Bây giờ nước thì không sao, nhưng mà những cái phần nham thạch thì bắt buộc chúng ta phải dọn đi. Ta có sẵn cái cobble stone ở đây. Mình sẽ lên trển và chặn cái dòng nham thạch lại. Khó à. Leo lên, leo lên. Khoan, leo lên. Đặt chỗ đứng. Chặn dòng nham thạch. Nhảy xuống. Giờ chúng ta sẽ thắp sáng. Hồi nãy quay về là lấy thêm Nine Metal Ingot nè. Để chúng ta có thể sửa được cái pick. Bây giờ xong chưa? Sáng sủa chưa? Bên kia còn tối. Wow, quá chừng luôn. Chúng ta có thể thấy được là quá chừng khoáng sản luôn. Nhìn đã quá ta ơi. Đúng là đã con mắt thiệt. Bên dưới đó có ai vậy? Ảo thuật gia à? Bắn hạ ảo thuật gia luôn chứ đó mà làm ảo thuật. Khỏi làm ảo thuật nữa nha. Và ta thắp sáng lên một cái. Bây giờ bắt đầu ngay từ đây. Đây là cây Nightly Pick. Đập. Hết. Chỗ này đã được đập ra hết. Và Limonite. Chúng ta sẽ có Nickel và Iron. Bum. 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 Và nó cứ báo chúng ta sẽ cần phải có cái Excavate Modifier. Thì tôi đang có Excavate Modifier ở đây. Còn đòi hỏi gì nữa?
Cây này kiếm được bên Twilight Forest đó. Đi hạ gục mấy cái bộ áo giáp bye bye á, chúng ta có được. Và bên dưới này có gì không? Chỉ là một cái hang cùng thôi hả? Chính xác. Không có đường đi đâu nữa hết. Và bên kia là một con karate zombie. Ở đó mà biểu diễn karate. Hạ gục. Đập tiếp. Cây này nó có cái excavate 2 thôi, nhưng mà nó được cái unbreaking, thành ra nó sẽ bền hơn cái cây kia rất là nhiều. Mình đã quay trở về với một cái golden bag đầy ắp khoáng sản. Quá đã luôn. Chúng ta sẽ không cần lo về khoáng sản trong một thời gian dài sắp tới. Và chỉ có cái platinum thì hết. Ta sẽ đi đào thêm platinum sau. Đây là nickel. Giờ mình sẽ cất cái này vào đây. Chúng ta hãy cùng nhau coi tiếp. Trong cái phần excavate modifier này, nó sẽ đòi hỏi chúng ta có octite, có simorite, có mainstone, có, đây là rock crystal, có, và platinum, có, vừa mới kiếm được. Giờ chúng ta sẽ cần phải có modularium play. Và cái này sẽ cần phải có công thức gì đây? Bấm qua đây coi. Đây là hợp kim kết hợp từ redstone, iron và aluminum. Món này có thể làm được. Và tỷ lệ cũng không chênh lệch là bao nhiêu. 1-1-1 nè. Chúng ta sẽ có được hai cái ingot. Bây giờ cái quan trọng là cái steel plate. Steel plate này sẽ cần phải có cái blast furnace của Immersive Engineering. Và chúng ta sẽ cần phải có blaze powder. Và blaze powder từ blaze rod có cách nào nữa không? Starlight Infusion. Không liên quan. Millstone và blaze rod. Materialization. Cái này của Abyssal Craft chưa biết cách sử dụng. Nó vẫn còn cái chữ này là chưa biết. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có blast furnace. Mà để có thể nấu được bằng blast furnace sẽ cần có coke oven. Và coke oven sẽ cần phải có công thức này và senton. Như vậy chúng ta sẽ cần phải có obsidian. Mà làm sao để có được obsidian? Phải đào được obsidian. Bây giờ ta chỉ có đồ cấp độ diamond. Diamond có cái gì cao hơn chút không? Ta hãy coi thử coi. Không có cây nào cấp độ obsidian hết trơn hết á. Vậy là đâu có đào được obsidian. Cần phải có diamond pick thì mới đào được obsidian. Vậy làm sao đào được obsidian đây? Có hai cách. Và ở trong này kiểm tra cái coi. Nó có nói tới vấn đề đó hay không? Có. Ta sẽ cần phải qua nether. Nó có những cái cổng nether được xây dựng sẵn ở desert và savannah. Như vậy, chúng ta sẽ cần phải đi tới những chỗ đó mở cổng. Hay có cách nào khác hơn hay không? Có. Mình vừa nghĩ ra một cách rất là thú vị. Cách đó không có thường xuyên sử dụng lắm nhưng mà có thể xài được. Bây giờ chúng ta sẽ cần mượn cái xia thang này một cái. Ta còn gì mà đó không? Chúng ta còn một cái xia ở trong này. Một cái gì đó trong này. Ủa, mình bỏ nó ở đâu rồi ta? Ta hãy nhìn qua thử coi. Ta sẽ cần hai cái đó để chứa được 8.000 hay là 8 xô nhâm thạch. Nó đây. Và mình sẽ còn mấy cái xô nữa. Vậy là chúng ta có 10 xô. 10 xô là đủ nhâm thạch chưa? Đủ rồi đó. Đây là 280 mili bất kịch. 280, con số đó nó hơi lẻ một chút. Nó sẽ là một cái vấn đề đó. Chúng ta giải quyết chuyện đó sau. Bây giờ ta đi múc nhâm thạch một cái. Trước khi đi múc nhâm thạch, mình muốn thử một thứ. Nó cũng rất là thú vị đối với cái smeltery này. Ta sẽ cần phải có một cái sea tank. Trong này có nhâm thạch. Và ta sẽ để một cái porcelain channel. Chúng ta sẽ mở cho nó kết nối, nó chảy xuống cái smeltery trend ở bên dưới. Cần một cái faucet. Gắn lên đây. Phải chuột. Và nó đã chảy bao nhiêu nhâm thạch vô trọng? Chúng ta sẽ cần phải cấp cho nó cái porcelain clay tank được không? Nó không chơi. Và để mình kiểm tra thử coi. Một lần bấm, nó không có chỗ chứa. Chết rồi. Sao bây giờ khó khăn quá. Chúng ta sẽ cần phải đập cái này ra, đập cái này ra. Bây giờ đập cái này ra luôn đi. Nó sẽ phải có một trò chơi như thế này. Cái kia đâu rồi?
Nó đây rồi. Ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Và cái porcelain channel nó sẽ nằm ở phía bên dưới. Rồi chúng ta sẽ cần mượn cục đá cuội để cái sear tank. Chúng ta sẽ để cái này ở đây, bấm đổ xuống, nó chạy thẳng xuống dưới. Hay chưa? Và nó sẽ chạy hết luôn. Chạy hết xuống đi. Rồi mình sẽ sử dụng cái sear tank này gắn ở bên kia. Lúc đó chúng ta đổ nham thạch vào trong cái smeltery. Hết chưa? Còn chút xíu nữa. Và như vậy nó mới chảy xuống được nha. Độc đáo vậy đó. Và ta bắt đầu đập ra nào. Bây giờ ta sẽ gắn em này vào đây. Bây giờ nó sẽ có cái porcelain faucet ta cầm lên. Làm lại cái bước hồi nãy. Gắn nó vô đây. Cái này. Ở trên này, ở trên đây. Mở ra. Đổ vô. Smeltery đã hoạt động. Và nham thạch đã có. Bây giờ chuẩn bị xô nước. Sau khi nó chảy hết cái mớ nham thạch đó vô, ta đổ nước vô coi thử có obsidian hay không. Và chờ chút xíu. Cái porcelain tank này chứa được nước không ta? Chưa thử. Giờ thử luôn. Chúng ta sẽ coi. Chứa được nước luôn. Đổ nước vô. Và chúng ta sẽ có nham thạch ở trong. Và nó có chuyển thành obsidian hay không? Và nó sẽ cần phải có nham thạch. Mình vừa đi múc một xô nham thạch về. Và hãy kiểm tra thử. Nó đã có nham thạch. Và cái này không chơi được. Smeltery này không cách nào hết rồi. Như vậy là chúng ta sẽ không có được obsidian ở trong smeltery à. Cho tôi obsidian đi. Không có obsidian. Giờ cast này ra được không? Sao cast được? Không có. Vậy là chúng ta sẽ cần phải đập ở phía trên này xuống. Ta đập cái này luôn. Đập cái này. Rồi ta gắn cái sear brick lên lại coi. Sau đó ta qua bên đây. Chúng ta sẽ gắn em này xuống. Và ta bắt đầu đổ nước ra trước đi ha. Chúng ta sẽ cho nước ra đây trước. Chất lỏng chạy tới chạy lui. Hay vậy đó. Không có vấn đề gì hết trơn. Như vậy là bắt buộc chúng ta sẽ cần phải lấy lại cái phần nham thạch ở đây thôi. Mình đã chuẩn bị sẵn một tấm màn bằng nước để chúng ta làm cái cổng nether. Đầu tiên ta sẽ có ở bên dưới trước đi. Tại bên dưới dễ làm bên dưới trước. Và chắc là ta sẽ bọc cái khu vực này lại để nước không có chảy ra bên ngoài. Giờ mình sẽ để ở đây. Ở đây. Quá dữ. Lấy thêm hai xô nữa. Ta sẽ có ở bên này. Và ở... Chết rồi. Lộn chỗ này. Ta sẽ cần phải đặt lại ở đây. Và một cái ở đây. Bắt đầu thành hình rồi đó. Ta sẽ có tiếp tục ở bên kia trước đi. Tại vì bên kia xa hơn. Ta sẽ có hai cục ở đó. Và ta sẽ nhìn ở đây. Peng. Peng. Giữ ta. Không cần phải có khả năng đập được obsidian luôn nha. Và chúng ta sẽ có một lock ở đó. Một lock ở đây. Và lấy. Tiếp tục nào. Peng. Peng. Xong. Múc nước ở đây đi. Múc nước ở đây đi. Chuẩn bị cái cây đánh lửa. Cây này từ thời đồ đá tới giờ luôn. Có thể đánh lửa được. Và ta đánh lửa lên thôi. Phân. Rồi. Sao? Hay là phải chơi Flint and Steel? Flint and Steel có chưa? Có rồi kìa. Iron ring, iron và... Rồi, đi lấy. Mình đã về lấy iron và flint thiệt nhanh. Để ta làm cái flint and steel. Thắp lên, bước qua. Đấy là giờ khắc rất là quan trọng. Hãy coi thử. Ta sẽ được xuất hiện ở đâu tại Nether. Bởi vì nó rất là nguy hiểm. Khu vực xung quanh đây, nó có một cái biome. Không phải một nữa mà nhiều biome mới lắm. Hy vọng không rớt vào những cái biome mới.
Bởi vì biome mới rất là căng thẳng. Những cái biome mà do những bản mod khác nó cho thêm vô, nhất là Primal Core, nó có những cái biome. Và biome Hell, Vanilla Nether hả? Oh yeah, oh yeah. Chúng ta được ở Vanilla Nether, yay. Và như mình nói, có những cái biome khác là ở đó kìa. Thấy sâu sen, thấy này nọ là thấy mệt rồi đó. Ta có ở đây là Fire Rotation 4, cũng đỡ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Forever Stranded Lost Soul. Không có đâu, đây là Septic Ages. Và thật là may mắn. Có cái sự may mắn nào tới như vậy không? Cái này nói là trùng hợp quá hay không? Trời, sướng quá vậy ta. Lưu tọa độ lại liền. Ờ, chúng ta có cái cổng Nether Portal nó biết luôn kìa. Ghê thiệt. Cái cuốn Atlas này thật là hay quá. Và ta có Bloodgood. Nhìn thử coi. Chúng ta nên chặt một vài cái Bloodgood đem về đi ha. Mình sẽ chặt một vài cái đem về. Bên trên đó là gì? Chúng ta hãy nhìn thử coi. Basa của Nether X. Nether X và Rhymo Core hình như nó cho thêm mấy cái biome. Ở đây chúng ta sẽ có Bloodgood. Bloodgood này có thể làm được cái gì? Coi thử coi có làm được những thành phần của tinh cơ không? Không thấy. Về thử. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải cẩn thận. Ta sẽ bay qua bển. Mình không biết mình có đủ đá cuội hay không. Giờ phi thân có qua tới hay không? Cũng không chắc lắm. Ghê quá. Một đi không trở lại. Ây 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 ây. Rồi, hay quá. Và con blaze. Thấy con blaze rồi. Nhưng mà bắn con skeleton trước. Có con nhện. Đây là con nhện của Nature. Con nhện này sẽ cho fire string. Khi chúng ta chặt một con, nó sẽ biến ra những con nhỏ hơn. Và những con nhỏ hơn nó sẽ có fire string. Fire string trong phần chơi Arisen Sky hay bất kỳ phần chơi nào thì fire string là cái tốt nhất để chúng ta làm mấy cái cây cung hay là nỏ của Tinker Construct. Và play ơi, phát nữa coi. Play powder. Và chúng ta có Coffery Lava. Cái này chúng ta trồng ở trên Nether Rack. Cẩn thận nào. Giờ mình cần tìm Play Spawner. Tại vì khu vực đó farm đã hơn. Mấy con play này nhỏ nhỏ không mà farm nó phiền lắm. Chúng ta nhìn thử coi. Ta có Play Spawner hay không. Mình đã tìm được Play Spawner. Nhưng mà đang bị tấn công bởi mấy con quái khác. Đầu tiên là con nhện. Rồi con Creeper. Chúng ta đi khỏi khu vực này coi. Nó có Purple Creeper. Rất là khó chịu. Và con Blaze. Đằng kia là Blaze Spawner. Nhưng nó không nằm trong một cái khu vực khép kín mà nó lại nằm ở phía bên ngoài. Thành ra nó mới nói là khó chịu đó. Và chúng ta sẽ hạ gục mấy em này đi. Chúng ta sẽ có cái Totem. Chắc phải làm thêm một cái nữa quá. Để chúng ta làm Totem Base. Và Creeper kìa, thấy không? Spore Creeper. Khu vực này là một cái biome mới, Fungi Forest. Và con nhện bự quá. Đông quá. Chúng nó thật là đông đảo. Và nó chỉ muốn tìm giết mình thôi. Chứ có làm gì đâu. Chúng ta sẽ bắn hạ mấy con play ở xa xa một chút. Rồi ta sẽ ấy còn một con. Mấy cái con đó nó làm cho mình cảm giác bất an. Bây giờ mình sẽ bắn hạ con play đó luôn đi. Còn không? Còn play không? Còn spore creeper thôi. Như vậy là ta có spore. Spore này làm gì? Nấu thuốc. Spore. Nó bắn ở đâu đó kệ nó đi. Giờ chúng ta sẽ thiệt là nhanh. Ta sẽ chặn cái chỗ này lại một chút. Để đảm bảo an toàn khi chúng ta farm ở đây. Và ta sẽ cần một cái totem. Ta sẽ có totem bay. Rồi ta sẽ có place. Và ta sẽ có luck. Luck là pick đúng không ta? Pick. Kiểm tra thử coi. Chính xác.
pick, chúng ta sẽ có luck. Và những cái cây này nó sẽ đẩy mình ra, cho nên mình sẽ cần phải chặn lại. Không vui. Khỏi luôn. Chúng ta vẫn đứng trong tầm một cái tô thâm. Mình có fire protection rồi, fire resistance rồi, cho nên khỏi luôn. Mấy cái con play ồn ào, đứng từ xa mà còn bắn tới đây nữa chứ. Bắn trả, tiêu diệt. Và xuất hiện thêm mấy em nữa rồi kìa. Bình tĩnh mấy đứa. Và ta sẽ tiêu diệt nó. Nó chỉ cho Blaze Powder thôi nha. Không có cho chúng ta Blaze Rod. Thật là thú vị. Và chúng ta sẽ cần phải đứng đây pha một chút. Sau khi trở về, mình vừa phát hiện ra một sự thật vô cùng đau đớn. Chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được cái Orc Excavate Modifier vào thời điểm này. Bởi vì công thức của Blast Brick, nó sẽ cần phải có Nether Brick. Nether Brick từ cái gì? Netherrack ư? Không đơn giản như vậy. Nó sẽ cần phải có cái Kiln. Và cái Kiln nó sẽ cần phải nấu Nether Sludge. Nether Sludge đi từ Potash và Hellfire Dust. Và hai món này đơn giản, nhưng chúng ta sẽ cần phải trải qua rất nhiều thứ. Không! Và những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay chỉ thực hiện được 50% đoạn đường có được cái Excavate Modifier mà thôi. Nói tóm lại, trong thời gian giữa hai tập, để mình đi đào thêm khoáng sản, chuẩn bị thêm những thứ cần thiết trước đi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!